lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đưa mặt hồ, lời ru mơn mát em như sao diệu dặn dơ, nắng mưa xóm chiều vui cùng tiếng trẻ thơ. Tầm quan trọng của người mẹ. Mùa chay năm nay, cha xứ có mời một cha dòng về mở tuần đại phúc cho giáo dân. Nhà thờ hôm đó chật ních giáo dân, mọi người im lặng hướng về cha giảng. Bài giảng được bắt đầu bằng một câu chuyện như sau: có một bà mẹ đau nặng, hấp hối gần chết. Cả các con cái đều tề tụ về đông đủ quanh giường bệnh, chỉ còn thiếu một người con trai út vì anh ta đang bị giam ở trong tù. Đây là đứa con nông nổi, có nhiều tật xấu, một đứa con đã nhận được nhiều tình thương nhất, nhưng cũng là đứa con đã gây cho bà mẹ nhiều buồn phiền nhất. Bà đã tốn không biết bao nhiêu nước mắt vì đứa con này. Khi cảm thấy giờ sau hết của mình đã gần kề, bà tha thiết ao ước, mong muốn thấy mặt đứa con út lần cuối. Mọi người đều cố gắng, tranh thủ bằng mọi cách để thực hiện cho được sự mong muốn của bà. Cuối cùng, vì nhân đạo, nhà tù đã cho phép đặc biệt để cho người con được về thăm mẹ theo yêu cầu của bà trong những giây phút cuối đời. Khi giấy phép được ký, thì bốn người lính hộ tống đứa con út, hai tay vẫn bị còng, đưa về nhà để cho bà mẹ được gặp mặt lần cuối. Khi đứng kề bên giường người mẹ, người con út quá xúc động, không nói được một lời nào. Mà chính người mẹ cũng đã quá yếu, nên cũng không thể thốt ra được một điều gì. Dù chỉ thều thào một cái nhếch miệng cũng không thể. Tuy vậy, tâm trí của bà vẫn còn tỉnh táo. Bà mở to đôi mắt, chăm chú nhìn đứa con yêu dấu. Chỉ có thế. Sau vài phút, bốn người lính lại tiếp tục đưa người con út trở về nhà tù. Nhưng phép lạ đã xảy ra sau đó. Ánh mắt tròn xoe của người mẹ hiền, vừa tỏ nỗi sầu khổ, vừa biểu lộ tâm tình yêu thương trìu mến, đã có giá trị gấp ngàn lần hơn những lời răn bảo sử dạy trách mắng trong lúc bình thường. Trong nhà tù, một mình trong phòng giam chật hẹp, người ta thường thấy người con út này quỳ gối khóc nức nở thâu đêm suốt sáng, tỏ dấu ăn năn hối lỗi về những lỗi lầm của mình. Anh cũng bắt đầu cầu nguyện. Anh đã tha thiết xin Chúa đoái thương, tha thứ cho anh những nông nổi của tuổi trẻ. Anh bày tỏ với trưởng trại giam là tha thiết xin gặp được linh mục tiên quý, vì linh mục mà những tháng qua nếu bất chợt có gặp, anh cũng chẳng màng bận tâm. Khi quỳ gối dưới chân linh mục, anh đã khiêm tốn xưng thú hết mọi lỗi lầm của anh với tất cả lòng ăn năn thống hối chân thành. Từ giây phút đó, cuộc đời của anh đã được ơn đổi mới hoàn toàn. Ơn Chúa đang hoạt động mạnh mẽ nơi anh. Mãn hạn tù, người con út nông nổi này được trở về với gia đình và đã trở lại trường học, học thật chăm, học thật ngoan. Xong bậc trung học, anh xin vào chủng viện. Sau bao năm tu luyện trong chủng viện, anh đã được thù phong linh mục. Và vị tân linh mục này đã tình nguyện xin Đức Giám mục cho phép đi truyền giáo tại một vùng xa xôi thật hẻo lánh bên Phi Châu, một nơi rất nghèo khổ, cuộc sống rất cơ cực, và Ngài rất thành công trong việc truyền giáo. Câu chuyện kể đến đây đã gây nhiều xúc động nơi các thính giả và đã tạo nên nhiều thương cảm đối với tân linh mục. Rồi cha giảng lại tiếp tục giảng: nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em,
Đó là câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn 90 năm rồi, mà ở mãi tận bên Phi Châu. Và nay, vị linh mục đó đã trở thành người thiên cổ. Còn câu chuyện thứ hai tôi sắp kể là câu chuyện hôm nay, là câu chuyện của một vị linh mục vẫn đang sống ở giữa chúng ta. Đó là cha Mansur Blabaki, người Ba Lan. Cha là cộng tác viên đắc lực của phong trào chuyên lo giúp đỡ các trẻ buổi đời và các trẻ lệ đường ở Paris, thủ đô nước Pháp. Cha Mansur Labaki đã có lần kể cho tôi nghe về người mẹ của cha, một người mẹ rất hiếm thấy trong các bà mẹ, kể cả các bà cố mẹ của các linh mục. Câu chuyện mà cha Mansur Labaki kể về mẹ của mình như sau. Năm đó, tôi vừa học xong bậc tiểu học. Trong một đêm tối, sau khi cùng với mẹ đọc kinh tối chung với mọi người trong gia đình, tôi đã thỏ thẻ nói với mẹ là tôi muốn đi tu làm linh mục. Mẹ tôi vui mừng lắm khi nghe tôi nói lên ước muốn này. Mẹ tôi cảm động nói, mẹ rất tán thành. Và rồi cha tôi cũng bày tỏ niềm vui không kém. Mẹ tôi đã ôm tôi vào lòng, hôn tôi hồi lâu với tất cả sự thân thương trìu mến. Mẹ tôi thì thầm nói với tôi, mẹ sẽ ủng hộ con hết mình và quyết tâm sẽ đồng hành với con cho đến khi con đạt được ước nguyện. Sáng hôm sau, mẹ tôi thức dậy sớm dẫn tôi đi lễ, và sau thánh lễ đã dẫn tôi sang nhà xứ để gặp cha xứ. Sau khi biết được ước nguyện của tôi, cha xứ xoa đầu tôi, chúc lành cho tôi và hứa sẽ ủng hộ tôi hết mình. Kể từ đó, tôi có dịp gặp cha xứ nhiều hơn. Tôi được chọn vào hội giúp lễ. Cuối cùng, nhờ sự hướng dẫn chỉ bảo của cha xứ, tôi đã được đưa vào chúng viện. Sau một thời gian dài tu luyện, tôi được gọi lên chức linh mục. Hay tin này, mẹ tôi đích thân đến chủng viện chào thăm cha giám đốc và cảm ơn các cha giáo. Mẹ tôi lại nói nhỏ với tôi, hay tin con được Đức Giám Mục gọi lên bàn thánh, mẹ tặng cho con món quà này. Bà cẩn thận mở thùng giấy ra, trao cho tôi một cái keo thủy tinh khá lớn. Bà nói, này con, kể từ giây phút con được nhận vào chủng viện, hằng ngày, ngày nào cũng vậy, mẹ đã cố gắng làm thật nhiều hy sinh hãm mình và đã gia tăng nhiều việc lành phúc đức để dâng lên Thiên Chúa, để cầu nguyện cho con, để xin Thiên Chúa gìn giữ dìu dắt con từng bước trung thành theo ơn Chúa gọi. Mỗi lần mẹ làm một việc hy sinh hay là một việc đạo đức nào đó, mẹ ghi nhớ bằng việc bỏ vào keo thủy tinh này một hộp lúa mì. Bây giờ, tất cả những hạt lúa mì này mẹ đã giữ cẩn thận rất kỹ. Nay mẹ xin trao tặng lại cho con. Con hãy nhờ ai đó, những người chuyên môn làm bánh lễ, để họ xay ra thành bột và đúc thành chiếc bánh lễ để con thánh hiến trên bàn thờ trong ngày con dâng lên Thiên Chúa thánh lễ đầu tay. Đây là món quà ghi dấu tình mẹ thương con và đã cộng tác với con trong bao năm tháng qua. Và con hãy an tâm, bao lâu Chúa cho mẹ còn sống, mẹ sẽ còn tiếp tục hợp tác với chức vụ linh mục của con bằng những hy sinh nhiều hơn nữa trong cuộc đời âm thầm, trong đời thường của mẹ. Lạy Chúa, Chúa đã trao ban cho con một người mẹ thật quảng đại và thật cao cả. Con xin cảm ơn Chúa. Xin Chúa gìn giữ mẹ con lúc người còn sống. Xin cũng vũ lòng xót thương khi người đã qua đời. Xin cho những đứa con còn mẹ hôm nay luôn biết trân trọng, luôn biết yêu mến và gìn giữ như là món quà thân thương cao quý nhất, một món quà vô giá, để đừng vì một lý do nào đó mà rồi đánh mất đi cái ân huệ đó. Xin cho những người con mất mẹ biết tìm chỗ tựa nương an ủi bên mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, và cũng là mẹ của tất cả chúng con. Amen.
bát giao. Bàn tay ân cần chờ che con yêu dấu. Lễ nhòa vui mừng mẹ ngắm con ngủ yên. Chắp tay nguyện cầu trời xuống ân bên lâu. Giúp con chuyên cần dìu lối đi trên chân. Dòng sữa thơm nồng mẹ giúp con thơ mẹ. Tình mẹ bao la đời nhớ không phải nhòa.
Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đưa mặt hồ. Lời ru mát mát em như sao diêu dắt ra. Nắng mưa xóm chiều vui cùng tiếng trẻ thơ. Mẹ tôi, nếu như mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh, thì mẹ tôi khi sinh ra đã có một ngôi sao thật xấu. Số là bà ngoại tôi mất thì mẹ tôi chỉ mới lên 6. Ông ngoại muốn mẹ tôi được chăm sóc chu đáo hơn, cho nên đã cưới vợ khác. Do cuộc sống khó khăn nên ông ngoại phải đi làm xa mới có đủ cái ăn cái mặc cho mọi người trong gia đình. Còn ở nhà, mẹ tôi phải làm việc quần quật như một người ở đợ. Cứ như thế, ngày nối ngày, tháng tiếp tháng, mẹ tôi lớn lên trong cảnh nhọc nhằn đòn roi thường xuyên. Thời gian lặng lẽ trôi đi thật nặng nề. Và mẹ tôi đã trở thành một cô gái xinh xắn nhưng ít nói. Đôi mắt lúc nào cũng hằn sâu một nỗi buồn. Chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Công việc làm ăn của ông ngoại tôi bắt đầu sa sút, nên mẹ tôi phải ra ngoài bươn chải để tự kiếm sống, và cũng để tránh những lời mắng nhiếc sỉ giả nặng nhẹ của bà dì. Sau đó thì mẹ tôi lại phát hiện ra mình bị mắc phong cùi, mà lúc bấy giờ mọi người đều khiếp sợ và xa lánh. Người ta đưa mẹ tôi vào trại phong Thanh Bình. Tại đây, mẹ tôi đã gặp ba tôi, cũng là một bệnh nhân của trại. Hai người đã yêu thương nhau, tha thiết, chân thành, và rồi đã đi tới hôn nhân. Cuộc đời của mẹ tôi đã bắt đầu mở sang một trang mới. Mẹ tôi đã có một chỗ dựa thật chắc chắn, đó là hạnh phúc gia đình. Đó là sự giúp đỡ đùm bọc chở che của bà con cùng cảnh ngộ, của các ân nhân xa gần, của những sinh hoạt vui chơi của trại, tạo nên những thân tình ấm áp tình người, nên mẹ tôi cũng vơi đi phần nào những mặc cảm sẵn có. Mẹ tôi có 3 người con, mỗi người con làm khổ mẹ một cách, nhưng lúc nào mẹ tôi cũng khéo léo giải quyết với tấm lòng bao dung, nhân hậu và không bao giờ than van kêu trách. Bởi mẹ tôi vốn theo đạo Chúa, không biết có phải nhờ niềm tin vào Chúa hay là do những lời giáo huấn của đạo mà mẹ tôi đã có đức nhẫn nại, chịu đựng tuyệt vời và thường giải quyết những khó khăn rất là êm xuôi nhẹ nhàng. Anh hai tôi thì không được học hành đàng hoàng. Anh mơ ước thì quá nhiều, tham vọng quá lớn, để rồi vì hoàn cảnh và thực tế cuộc sống không đáp ứng được, nên cuối cùng sinh ra chán đời, bỏ bê tất cả, buông xuôi tất cả. Trong nỗi chán chường thất vọng đó, anh tôi đã bị vướng vào cái con đường nghiện ngập, rượu chè, hút sách, ma túy. Đời anh tưởng như đã bỏ đi, thế mà mẹ tôi bất chấp tất cả vẫn kiên trì, vẫn chịu đựng, vẫn khéo léo khuyên nhủ và động viên anh tôi. Cuối cùng nàng tiên nâu cũng phải chịu thua mẹ tôi, đã từ bỏ anh tôi, đã trả lại cuộc sống đời thường cho anh tôi. Còn chị ba thì luôn gặp khó khăn trong chuyện làm dâu. Mỗi lần về đến nhà thì cứ gục đầu vào vai mẹ mà khóc. Mẹ tôi lại nhỏ nhẹ bảo ban cho chị, giúp chị tìm lại thăng bằng trong cuộc sống. Còn tôi, khi sinh ra thì sức khỏe rất yếu, mạng sống tôi như luôn bị treo trên sợi chỉ mảnh. Do đó, mẹ tôi thương tôi và cưng chiều tôi hơn các anh chị. Mẹ tôi chăm sóc tôi từng ly, từng tí, từng chút một. Chính vì thế mà tôi ngày càng sinh ra
ngang ngược hơn. Mỗi khi ở trường về, nếu có bạn bè nào trêu chọc tôi điều gì đó, thường là chế giễu tôi là con của người cùi, là người mắc bệnh phong. Thế là hôm đó, vừa bước vào nhà là tôi trút ngay tất cả các cơn giận, những sự bực tức lên đầu mẹ tôi. Tôi luôn tự hỏi bản thân và cũng trách cha mẹ tôi. Tại sao tôi lại phải sinh ra trong một gia đình có cha có mẹ mắc bệnh phong? Và tại sao cả nhà tôi lại phải sống trong một tập thể toàn là những người mắc bệnh phong? Những mặc cảm, những xấu hổ cứ luôn ám ảnh trong đầu tôi, có khi làm cho tôi mất ăn mất ngủ vì thường xuyên bị trêu chọc. Mà vì những mặc cảm này, cho nên tôi ít dám có bạn bè, ít vui chơi sinh hoạt tập thể và không bao giờ dám nói cho bạn bè biết về bất cứ điều gì liên quan đến ba mẹ tôi hay về nơi tôi đang sống, để tránh những lời đàm tiếu trêu chọc soi mói của bạn bè, để khỏi phải đau khổ thêm nữa. Nhưng đó là những chuyện của tôi hồi còn nhỏ. Còn bây giờ tôi đã trưởng thành, tôi đã hiểu ra rằng nếu không có cha mẹ tôi thì sẽ không có tôi. Nếu không có trại Phong Thanh Bình này thì có lẽ tôi đã không được học hành, sẽ không được giáo huấn và chắc chắn sẽ không có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Và tôi đã bắt đầu thương mẹ tôi nhiều hơn. Một người mẹ suốt đời sống âm thầm, lặng lẽ, hy sinh, chịu đựng tất cả vì con cái. Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi đã khám phá ra, đó là con đường mà tôi đang đi không phải là lúc nào cũng bằng phẳng, cũng tràn đầy hoa hồng. Tôi đã biết, nên tôi không còn sợ nữa, không còn những mặc cảm nữa. Cho nên không bao giờ tôi chùn bước trước bất cứ một khó khăn thử thách nào. Bởi tôi đã học được bài học hy sinh, chịu đựng rất cao cả, rất quý giá nơi mẹ tôi. Bài học đã giúp mẹ tôi thành công, bài học đã giúp anh chị em chúng tôi thành thân. Hôm nay tôi đã xác tín rằng, nếu không chịu hy sinh nổi, nếu không chịu đựng nổi, nếu không khuất phục nổi chính bản thân, thì chắc chắn sẽ chẳng làm được điều gì lớn cho mình, cho xã hội, và sẽ trở nên những con người vô dụng thôi. Lạy Chúa, con xin cảm ơn Chúa vì con đã được một người cha, người mẹ đã một đời hy sinh tận tùy chịu đựng mọi thứ thật vất vả, thật khổ cực vì con. Thường những chịu đựng đó rất là âm thầm, cho nên con nào có hay, con nào có biết để thông cảm, để chia sẻ. Bởi con rất vô tình, có mấy khi con quan tâm đủ để thấy, để hiểu, để biết, để đừng làm khổ thêm cho cha mẹ nữa. Cho nên con đã làm cho những nỗi khổ đau nhục nhằn của cha mẹ vốn đã có quá nhiều rồi, hàng ngày lại phải cứ tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Xin Chúa tha thứ cho tính nhẹ dạ nông nổi ít hiểu biết của con. Xin cho con biết thức tỉnh, xin cho con biết phải làm gì để bù đắp lại cho những lỗi lầm đã qua. Và xin Chúa trả công bội hậu cho cha mẹ của con. Amen. Con yêu tóc mẹ cài trầm, mẹ con thương mẹ chiều tối, tiếng vâng thân vành nối, ru con ngân lời kính tôi. Mẹ
con yêu áo mùi lúa nọ. Mẹ con thương và nhớ dáng làm lũ gầy cứu mang, vì đàn con mẹ không mà. Còn đâu nghe tiếng kinh từng đêm, còn đâu nghe tiếng ru rìu êm, gợi nhớ nhớ cánh tay mẹ yêu ôm con mẹ chở che nâng niu từ ngày thơ bé. Ngồi đây con nhớ mẹ nhiều hơn, nhìn trăng cháy hương mẹ ngọt ngào. Mẹ con thương mùi áo vôi, nụ hôn đôi mắt tình đầy vơi. Mẹ con thương nụ cười mõm má hóc gầy không son. Mẹ ơi tình mẹ vuông tròn. Tiếng võng thơm vành nôi. Mẹ con yêu vành quai non, mẹ con yêu áo mùi lúa non. Mẹ con thương và nhớ dáng làm lúa gầy cứu mang, vì đàn con mẹ không mà. Còn nghe tiếng kinh từng đêm, còn đâu nghe tiếng ru rìu ê, gợi nhớ nhớ cánh tay mẹ yêu ôm con mẹ chở che nâng niu từ ngày thơ bé. Ngồi đây con nhớ mẹ nhiều hơn, nhìn trăng mơ ước ngàn mây, nguyện ước ngước mắt dâng trời cao, con bên mẹ chiều nào nồng say hương mẹ ngọt ngào. Mẹ con thương mùi áo vôi, nụ hôn đôi mắt tình đầy vơi. Mẹ con thương nụ cười mõm má hóc gầy không son. Mẹ ơi tình mẹ vuông tròn. Mẹ con thương nụ cười mõm má hóc gầy không son. Mẹ ơi tình mẹ vuông tròn. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đưa mặt hồ. Lời ru mơn mát êm như sao diều dắt dơ. Nắng mưa xóm chiều vui cùng tiếng trẻ thơ.
Mẹ ơi, con thương mẹ vô chừng. Một cậu bé chạy đến bên bà mẹ đang chuẩn bị bữa ăn tối. Cậu đưa cho bà một tờ giấy với hàng chữ cậu mới vừa viết. Sau khi lau tay, bà mẹ cầm tờ giấy lên và đọc: Hôm nay con cắt cỏ thế cho mẹ 5.000 đồng. Dọn dẹp phòng của con trong tuần thế cho mẹ 3.000 đồng. Ra tiệm mua đồ giúp cho mẹ 3.000 đồng. Đổ rác thế cho mẹ 3.000 đồng. Dọn dẹp ngoài sân thế cho mẹ 3.000 đồng. Rửa chén bát giúp cho mẹ 3.000 đồng. Tổng cộng 20.000 đồng. Bà mẹ liếc mắt nhìn đứa con đứng bên cạnh. Bà lấy cây viết, lật tờ giấy ngược lại phía sau lưng. Bà viết tiếp: 9 tháng 10 ngày cư mang con trong bụng mẹ, không tính tiền. Lúc con bệnh, mẹ lo lắng săn sóc cho con, không tính tiền. Những đêm mẹ thức khuya, chăm sóc và cầu nguyện cho con, không tính tiền. Những đồ chơi, quần áo, thức ăn, nước uống, mẹ lo cho con, không tính tiền. Chỉ dạy và lo cho con học hành ở nhà trường, không tính tiền. Và tình yêu của mẹ dành cho con, không tính tiền. Cậu bé đọc xong, nước mắt rơi trên má. Cậu nhìn vào mắt mẹ, rồi ôm mẹ hồi lâu mới lên tiếng nói: Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con rất vô ơn, con rất vô tình, con rất bất hiếu. Mẹ thương con biển hồ lai láng. Con thương mẹ tính tháng tính ngày. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ, con thương mẹ vô chừng, mẹ ơi. Bạn thân mến, đã bao lần chúng ta cư xử với mẹ chúng ta như một đứa con nít, thật vô tình, thật vô ơn, thật bất hiếu, đã tạo nên cho mẹ biết bao buồn phiền, biết bao đau khổ, biết bao lo âu nghĩ ngợi, mất ăn, mất ngủ, có khi sinh ra biết bao bệnh tật mà nào chúng ta có hay, mà nào chúng ta có biết. Bởi có bao giờ chúng ta quan tâm đến mẹ chúng ta đâu, để thấy, để hiểu, để cảm thông những gì đang làm rối bời ruột gan của mẹ, đã làm tan nát tâm hồn mẹ. Lúc nào chúng ta cũng cứ dửng dưng như một người khách lạ, như một người ngoài cuộc. Lúc nào chúng ta cũng cứ nghĩ mẹ là một người có bổn phận phải lo cho ta điều này điều nọ. Lúc nào chúng ta cũng tự cho mình có cái quyền đòi hỏi, nhưng không bao giờ chúng ta nghĩ mình có bổn phận phải làm cái gì đó cho mẹ. Có khi chúng ta đóng vai một chánh án để phê phán, để kết án mẹ đủ điều, đủ cách. Lúc nào chúng ta cũng vẫn cứ cho mình là đúng, là phải, là có lý. Còn tất cả mọi sai trái, mọi lỗi lầm thì chúng ta cứ thản nhiên trút lên đầu của mẹ. Nếu chúng ta biết mở to đôi mắt ra một chút, nếu chúng ta chịu hồi tâm suy nghĩ đôi chút, chúng ta sẽ ngộ ra ngay như một đứa bé vừa tỉnh sau cơn mê. Không cần phải dẫn chứng nhiều đâu. Chỉ cái công đưa ta vào đời, để ta thành người, để từ không không ra có, để chúng ta có được như ngày hôm nay. Thì thử hỏi, còn có công ơn nào lớn hơn? Rõ ràng, công ơn sinh thành và dưỡng dục đó có thể sánh ví được như trời cao, như biển rộng bao la mênh mông không bến bờ. Bạn thân mến, hàng năm cứ vào Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 dương lịch, người ta thường kỷ niệm ngày Hiền Mẫu, ngày của mẹ, ngày nhớ ơn mẹ, nhớ về ơn cưu mang, ơn sinh thành, ơn dưỡng dục, nhớ về tình yêu thương bao la, nhớ về sự hy sinh cao cả của các bà mẹ dành cho con cái của mình. Trong ngày Hiền Mẫu, chắc chắn đã có nhiều cuộc sum họp vui chơi ăn uống trong gia đình bên cạnh người mẹ thân yêu. Chắc hẳn đã có những cú điện thoại của những người con xa nhà gọi về cho mẹ với những lời thăm hỏi thân thương trìu mến. Chắc chắn đã có những cuộc thăm viếng với những bông hoa tươi được dâng tặng,
với những gói quà xinh xắn gửi đến cho mẹ, gói ghém những tâm tình tri ân cảm tạ, nói lên tình yêu thương đáp trả và nói lên sự quan tâm chăm sóc của những người con hiếu thảo dành cho mẹ của mình. Trong số những người mẹ hạnh phúc đó, cũng còn có biết bao bà mẹ bất hạnh bị bỏ quên trong cuộc đời. Có biết bao bà mẹ đang sống những ngày cuối đời trong cô đơn buồn tủi ở các viện dưỡng lão. Có biết bao bà mẹ đang lê lết cuộc sống trong thân xác bệnh hoạn ở các cơ sở từ thiện. Các bà mẹ này, sau một đời hy sinh cho con cái, vẫn còn tiếp tục hy sinh trong tuổi già sức yếu cạn kiệt của mình. Các bà mẹ này đã còn đang sống, nhưng dưới mắt con cái, hình như họ đã chết rồi. Trong nỗi cô đơn bất hạnh đó, họ thèm có một ai đó tới lui thăm viếng, nhưng chẳng hề có. Họ thèm có được một lời thăm hỏi thân thương trìu mến, nhưng chẳng có ai ban cho. Họ thèm nghe một câu nói yêu thương để làm ấm lòng trái tim tệ lạnh trong tuổi già, nhưng chẳng được. Thương mẹ đi con ơi, lúc này đây mẹ còn đang sống, đừng đợi chờ ngày mẹ khuất bóng ra đi. Khác lời ngọt ngào trên đá vô tri, lời thật ngọt nhưng đá thì lạnh lắm. Nếu con đang nghĩ đến mẹ có những lời dịu dàng đầm ấm, nói đi con, đừng đợi khi mẹ ngủ yên. Giấc ngủ ngàn năm, cõi chết vô biên, mẹ sẽ chẳng còn được nghe con nữa. Và con ơi, chúc tình yêu nhỏ bé cho mẹ đi lúc mẹ còn ở thế. Này con ơi, dù một chút muộn màng, đối với mẹ, ôi vô vàn trân trọng. Khi nói đến công ơn sinh thành dưỡng dục của người mẹ trần thế, chúng ta cũng không thể quên nhắc đến người mẹ trên trời, Đức Maria, mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ của mỗi người chúng ta. Ngày 13 tháng 5 năm 2007 là kỷ niệm 90 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với ba trẻ chăn chiên tại Fatima, một làng quê nhỏ bé nghèo nàn thuộc nước Bồ Đào Nha. Mẹ đã nhắn nhủ, mời gọi mỗi người chúng ta hãy cải thiện đời sống và hãy siêng năng lần chuỗi thật nhiều. Rồi lại một biến cố trùng hợp đã xảy ra, cũng vào ngày 13 tháng 5 năm 1981 tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bị mưu sát bởi một tay súng chuyên nghiệp có tên là Ali Akka. Ngày và giờ cuối cùng mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô lại trùng hợp xích sao với ngày và giờ Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Quả là sự trùng hợp bí ẩn, nhiệm màu, thật lạ lùng. Cuộc mưu sát đã được chuẩn bị rất chu đáo bởi một tay súng chuyên nghiệp. Nhưng cuộc mưu sát đã không thành, đã không thể làm hại được Đức Giáo Hoàng. Còn viên đạn đã đâm vào ngực của Ngài, nhưng nằm cách quả tim chỉ vài cm. Khi suy nghĩ về biến cố này, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết lại mấy dòng nhật ký tâm sự như sau: trong tất cả những gì đã xảy ra cho tôi vào ngày hôm ấy, tôi cảm nghiệm rõ ràng có bàn tay che chở của Đức Mẹ Maria, có sự ưu ái chăm sóc gìn giữ một cách đặc biệt của Hiền Mẫu trên trời. Đức Mẹ đã minh chứng cho thấy rằng Đức Mẹ có sức mạnh lớn hơn viên đạn có sức giết người. Đức Mẹ có sức mạnh hơn những âm mưu đen tối của con người và của ma quỷ. Đó là những cảm nghiệm của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khi nói về cuộc mưu sát. Còn tay súng giết người đó đã nghĩ gì? Chắc hẳn là anh ta đã hiểu được rằng ngoài sức lực của con người còn có một quyền lực khác trên cao, mạnh hơn, lớn hơn con người nhiều. Lạy Chúa, những năm tháng hạnh phúc nhất của đời con chính là những năm tháng con được nằm trong vòng tay yêu thương ấp ủ của mẹ.
xin cho con luôn biết trân trọng, luôn biết gìn giữ, luôn biết chăm sóc ân huệ này. Xin cho con luôn biết cảm ơn Chúa vì con có mẹ, mẹ trần thế và mẹ trên trời. Amen. Chiều vắng à ơi, cho con bàn tay êm đềm xóa dịu ngày tháng tuổi thơ. Bàn tay ấm êm tuyệt vời nâng niu đời con sớm tối, bàn tay chắt chiu mọi món ban tình mẹ ấm cho đời. À ơi tiếng ca rạt rào, à ơi tiếng ru ngọt ngào, à ơi con người tình nghĩa thiết tha trọn niềm dòng xưa mến yêu mẹ hiền, à ơi con người cho con say tình yêu mẹ nuôi con từng bữa ngày xưa, cho con tình yêu của mẹ hao gầy trời nắng trời mưa. Ngày tháng dẫn con đến trường, tương lai đẹp tươi muôn hương, chiều tối với mẹ an vui, tiếng cười hạnh phúc bên mẹ yêu. À ơi tiếng ca rạt rào, à ơi tiếng ru ngọt ngào, à ơi con đường đi con tình nghĩa thiết tha trọn niềm dòng xưa mến yêu mẹ hiền, à ơi con đường đi ấm tuổi thơ, yên vui ngày đêm bên mẹ, ru hơi mẹ hát à ơi. Ngày tháng nắng mưa dãi dầu, chăm nuôi đàn con yêu dấu, cuộc sống ấm êm tình người, có mẹ đời mãi luôn đẹp. À ơi tiếng ca rạt rào, à ơi tiếng ru ngọt ngào, à ơi con người tình nghĩa thiết tha trọn niềm dòng xưa mến yêu mẹ, à ơi con người à rạt rào, à ơi tiếng ru ngọt ngào, à ơi con ru đi con tình nghĩa thiết tha trọn niềm dòng xưa mến yêu mẹ hiền, à ơi con ru đi con.
có chi mà tôi si mê quên cả ngày về. Trần gian chỉ là quán trọ mà tôi cứ ngỡ chính là quê hương. Trần gian như dòng sông, ai ngủ ai thức vẫn trôi không ngừng. Trăm năm chỉ thoáng một ngày, ta quên hay nhớ đã hết ngày rồi. Lạy Chúa xin cho con nhớ nhớ con là gì, xin cho con nhớ đến thân phận mình là nữ khách giữa đời trần gian. Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày con lìa trần thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài. Vùi sâu trong thế gian, người trong cơn say quên cả cuộc đời. Tình thức một ngày đã tàn, lòng người bối rối giữa đường xa xôi. Hạnh phúc chôn phù hoa như là cơn gió thoáng qua mau tàn. Mang thân một kiếp người trần, ai ơi hãy nhớ đến quê đời đời. Lạy Chúa xin cho con nhớ nhớ con là gì, xin cho con nhớ đến thân phận mình là nữ khách giữa đời trần gian. Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày con lìa trần thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài. Người đi theo nhau ra khỏi cuộc đời. Ngày mai là của chính mình mà ta có dễ bước nhẹ ra đi. Mộ kia đang chờ ta, ta chạy ta trốn vẫn không xa rời. Ta nay rồi có một ngày, suy tay nhắm mắt cũng như mọi người. Lạy Chúa xin cho con nhớ nhớ con là gì, xin cho con nhớ đến thân phận mình là nữ khách giữa đời trần gian. Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày con lìa trần thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài. Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày con lìa trần thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài.